Do tự cô đại phúc tới, bên em xin chào tất cả anh chị, chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay thì bên em giới thiệu với tất cả anh chị và mọi người một tác phẩm cụ quan công phục song long chất liệu bằng gỗ bách xanh của bên em. Đó, một tác phẩm gỗ bách xanh rất là đẹp, lại bên em đục rất là kỹ, rất là chi tiết các bác nhé. Đó, đầu tiên thì em sẽ quay gần và giới thiệu cho các bác kỹ chi tiết hơn tác phẩm này. Đó, để em quay gần tác phẩm này cho bác ấy. Từ đây các bác nha, đây là chú rồng, gương mặt chú rồng ở bên trên bên em này. Đó, thế rất là uốn lượn, đang rất là đẹp đây. Uốn lượn đây các bác này, rất là đẹp đây ạ. Rất là đẹp luôn các bác nha. Đấy, bóng rồng này các bác này. Đó, nó vuốt này, rất là sắc nhọn này. Rồi, những bảy rồng này. Đó, những vây bên em đục chế tác rất là đẹp đây. Đó, đấy, bên em chặt tỉa này, tay chăm chăm rất là đẹp. Đó, còn đây gương mặt của cụ quan công này rất là đẹp, rất là thần thái, trông cụ rất là oai nghiêm nhá, các bạn có thể thấy. Đó, đây là cụ giáp của cụ này. Đấy, cụ mặc giáp thì bên em trên đây có chế tác một khảm một chú rồng, các bạn thấy khảm một chú rồng rất là đẹp đây. Có những hoa văn chú rồng và có mây gió đây các bạn ạ. Đó, còn bên dưới tà áo cụ đây các bạn này, các bạn nhìn thấy bên em đục rất là bay bổng. Đây giáp này bên em đục như là thật luôn ạ, rất là đẹp các anh nha. Đó, rất đẹp đấy ạ. Tay cụ thì đang cầm một thanh kiếm, à cụ còn cầm một thanh đao nữa đây các bác, để cảm ơn các bác. Đây các bác, đấy cụ còn cầm một thanh đao đây nữa. Đó các bác ơi, đây cụ cầm một thanh đao đây. Đó, rất là đẹp luôn ạ. Một tay cầm để anh kiếm, một tay cầm thanh đao, rất là đẹp. Đó, còn bên dưới đây ạ, một chú rồng nữa đây các bác nha. Bên em đục hai chú rồng, một chú ở trên và một chú ở dưới đây ạ. Đó, đây chú rồng bên dưới, rất là đẹp đây. Đó này, rất đẹp nha. Đó, lúc ẩn lúc hiện này. Kích thước của tác phẩm là chiều cao là 1m40, ngang 60 và chiều sâu là 26. Chất liệu bằng gỗ bách xanh ạ, một loại gỗ được xếp vào hạng những loại gỗ có mùi thơm các bác nhé. Các bác để tác phẩm này, khi sở hữu tác phẩm này, các bác để tác phẩm lại trong phòng khách. Đó, ngoài tác phẩm giá trị về nghệ thuật ra, đục rất là đẹp ra, thì các bác còn có thể ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng từ tinh dầu của loại gỗ bách xanh này. Đó các bác, cụ quan công này thì các bác thỉnh cụ về nhà thì cụ sẽ giúp gia chủ trần trạch trừ tà, xua đuổi những ám khí không tốt trong gia đình và phòng chống tiểu nhân cho các bác nhé. Rất là đẹp luôn ạ. Tác phẩm này thì bên em bán với giá là 16.500.000 đồng, chưa bao gồm phí vận chuyển các bác nhé. Giá là 16.500.000 đồng á. Một cụ quan công rất là đẹp này, rất là cao to. Kích thước của chiều cao 1m40, ngang là 50 và chiều sâu là 26. Chất liệu bằng gỗ bách xanh, giá là 16.500.000 đồng, chưa bao gồm phí vận chuyển ạ. Và để em quay mặt sau tác phẩm cho các bác nhé. Vâng, đây là mặt sau tác phẩm đây các bác ơi. Đó, mặt sau tác phẩm đây ạ. Đó, em sẽ quay lại mặt trước các bác đây ạ. Đó, nghe ạ, bác nào muốn sở hữu tác phẩm mà cụ quan công phục song long chất liệu bằng gỗ bách xanh này, thì bác có thể comment cho bên em dưới phần bình luận là chốt và để lại số điện thoại cho bên em ạ. Tác phẩm rất là đẹp nhé. Và các bác có thể làm cái cách khác là nhắn tin qua Zalo hoặc liên hệ trực tiếp với bên em qua số hotline 0389889968 để có thể được đặt hàng và tư vấn về tác phẩm này các bác nhé.
có một tác phẩm rất là đẹp luôn ạ. Và các bác xem video, các bác nhớ là ấn like, và bác nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để có thể theo dõi và cập nhật những video mới nhất mà bên em đăng lên giới thiệu với cho các bác ạ. À, còn bây giờ thì em xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và xem video của bên em. Và bây giờ em sẽ xin kết thúc video này và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nhé. Xin chào mọi người ạ.